Thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già chia sẻ chủ đề nói về đường chỉ tay sạc nghiệp và đường chỉ tay không có sự nghiệp, mà đường chỉ tay mà đã hiện lên rồi mà sạc nghiệp và không có sự nghiệp luôn các bạn. Lý do là như thế nào? Đường chỉ tay á là điểm thứ nhất á, mà đường chỉ tay để mình hưởng được á là đường chỉ tay phải đậm như thế này, đậm hơn nữa nha các bạn, là không có dẻ nè. Đó, Tuyết Già để nguyên cho các bạn xem nè, Tuyết Già không có dẻ nè, những đường chỉ tay mà nó đen xì lì, nó hồng hào lên, nó nói chung là nó càng hồng càng tốt nha, nó đen gì cũng không có được tốt, nó đậm mà nó hồng lên nữa thì nó rất là tốt, mà nó đậm là cũng đỡ rồi. Đó, những đường chỉ tay nó giống như nó có một cái dấu khắc nè. Đó, các bạn không, ví dụ như đường mạng đạo của mình nè, Tuyết Già đã nổi lên một cái đường mạng đạo đôi á, đường mạng đạo đôi nó cũng vậy nữa, nó cũng phải hả có cái cũng như là nó đậm lên nhìn vô y như vẽ vậy đó, thì cái đường chỉ tay này thì cái kết quả mà nó mới gọi là nó đạt được cái kết quả rồi. Tại sao mà đường chỉ tay của mình giàu, đường chỉ tay giàu đã có rồi mà tại sao mà mình chưa giàu mà mình làm ăn cứ sạc nghiệp hoài luôn, là cái lý do như thế này. Các bạn xem lại cái đường tâm đạo và trí đạo của các bạn, nó bị cắt đứt và nó bị mờ nhạt không, nó bị rời rạc ra không? Cái đường trí đạo á là nói lên cái trí thức, cái sự nghiệp của các bạn luôn, và cái đường tâm đạo là nói lên cái tấm lòng của các bạn, mà cái tấm lòng của các bạn cũng nói lên cái sự nghiệp của các bạn luôn. Cho nên nó dễ sạc nghiệp là như thế này. Nếu như á, cái đường mà giàu sang của các bạn đã nổi lên đậm đẹp rồi mà tại sao các bạn làm cũng chưa có hưởng được mà cũng thất bại hoài, là do cái đường tâm đạo của các bạn nó bị cắt đứt rời rạc rồi. Trong cái thời điểm đó rồi các bạn cũng như là phóng tâm á, người ta gọi là phóng tâm, tức là cái tâm mình đang đi thẳng một đường, đang tránh một đường, mà mình phóng tâm là mình phóng tâm, tức là mình không còn nghĩ cái tránh nữa mà mình sẽ nghĩ cái gì, cái tà cái phụ đó, thì những cái tà cái phụ này á thì nó rơi vào những cái lực nhân quả đó. Là làm sao Tuyết Già hiểu được các bạn đang nghĩ cái gì trong lúc làm ăn? Chỉ cần đơn giản là mình suy nghĩ giống như mình làm gì cho có lợi về mình, còn người khách hàng như thế nào cũng được đó, thì mình làm ăn cũng được chứ không phải là không, mà mình làm trong một cái thời gian ngắn mà tự nhiên mình cảm thấy giống như là sạc nghiệp rất là nhanh vậy đó, rồi cái cuối cùng cái mình không có hưởng được gì hết trơn á. Mình mới mà mở tiệm làm ăn hoặc là mới khởi nghiệp thôi là nó tiêu tan sự nghiệp hết rồi, bắt đầu nó kéo dài khổ 10 năm, 20 năm, 30 năm là lẽ rất thường tình nha các bạn. Một khi cái đường tâm đạo và trí đạo mà không đẹp rồi thì các bạn có đường danh nghiệp, có đường sự nghiệp, có đường may mắn, có đường tiền tài mà các bạn cũng vẫn không có được tụ tài luôn đó. Còn nếu như cái người mà người ta tụ tài rất sớm rất nhanh mà cái kết quả tốt đẹp là do cái đường định mệnh của người ta đẹp, cái đường tâm đạo đẹp, cái đường trí đạo cũng đẹp luôn, đi đôi như thế này thì mới là tụ tài. Còn nếu như cái đường mà định mệnh, cái đường mà sự nghiệp của cuộc đời của mình á nó đã thẳng đẹp mà tự nhiên cái đường tâm đạo trí đạo nó cắt tùm lum hết thì coi như là mình làm ăn nó dễ rơi vào cái hoàn cảnh mà gọi là nó giống như là nó sạc nghiệp á, nó sạc nghiệp. Còn cái đường mà sinh mệnh của mình á là nói về cái mạng sống, Tuyết Già không nói mà nói về cái đường tâm đạo và trí đạo thôi. Tự vì trí đạo với tâm đạo nó liên quan đến cái đường làm chủ của cuộc đời. Nếu như các bạn có được đường tâm đạo đẹp, đường trí đạo đẹp, đường làm chủ cuộc đời của bạn đẹp luôn thì các bạn làm á cái kiểu như là cũng như là khởi nghiệp hoặc là mình buôn bán làm ăn nó đi suôn sẻ, nó đi rất là suôn sẻ. Rồi có ngược lại, có cái bàn tay đường tâm đạo thật là đẹp, đường trí đạo thật là đẹp mà đường sự nghiệp cuộc đời, đường làm chủ cuộc đời lại không đẹp là cũng không được luôn đó, nó không được luôn. Nhưng mà Tuyết Già chia sẻ thật là kỹ càng như thế này, cái đường làm chủ cuộc đời của các bạn nó không đẹp mà các bạn có đường tâm đạo đẹp, đường trí đạo đẹp thì cái đường làm chủ cuộc đời dù cho nó xấu đi nữa thì trở về già
là các bạn cũng được tụ tài ở cái hậu vận, tụ tài ở cái hậu vận nha các bạn. Cái này nó còn đỡ hơn, nó đỡ hơn là các bạn có đường, đường mà làm chủ cuộc đời, cái đường sự nghiệp của các bạn đẹp, mà cái đường tâm đạo của các bạn xấu là coi như là các bạn nửa đường gãy gánh. Đó, nửa đường gãy gánh. Nó ngược lại vậy, bởi tại sao có nhiều người ta gọi là mình có cái hậu vận về sau. Tiết già phân tích rất là rõ. Tự vì ai trong chúng ta coi như là không bao giờ mà được hoàn toàn hết á, cái bàn tay không bao giờ mà được hoàn toàn hết. Nó đặng đường này cái nó mất đường kia, nó mất đường kia nó đặng đường nọ. Cho nên hả, lâu lâu mới có được cái bàn tay mà gọi là mà trọn vẹn, cái đó là rất là ít. Nó thế nào nó cũng bị như thế này thế kia hả, nó không có trọn vẹn. Mà nếu như mình muốn giữ trọn vẹn thì mình làm như thế nào? Mình ráng cố gắng mình giữ cái tâm của mình rất là tốt. Mình đừng có suy nghĩ mà gọi là cái gì mà nó lung tung. Giống như mình suy nghĩ nó cũng đơn giản lắm. Tiết già nói cho nghe nè, có nhiều người á, người ta nói gì nè, tôi nuôi má, tôi nuôi ba, thì giờ coi như là mấy chị phải đồng ý ký tên hết đất cho tôi. Đó, thì cái này đâu có xấu đâu. Thì tôi nuôi má, nuôi ba, thì mấy bà phải ký tên hết cho tôi, đất về tôi hết. Mấy bà không nuôi, mấy bà dành gì? Đó, thì ăn đồng mà chia đủ tại bà không nuôi. Thì cái đó cũng là cái xấu, là tại vì mình hốt hết về của mình, mình không chia cho dòng họ bà con anh em ruột thịt của mình. Mà cái đó là cái gì? Cái đất đai mà hương quả là trong đó nó có cộng nghiệp nha các bạn, nó có cộng nghiệp. Tại sao cộng nghiệp vậy? Là tại vì cái tổ tiên mà họ làm lên cái cục đất đó đó hen, ông bà mình cha mẹ ai không biết, người ta đổ mồ hôi nước mắt vô cái cục đất đó, đúng không? Rồi mình sử dụng, khi mình sử dụng á, có người á nhận cái hương quả xong á thì lấy cái cục đất nó làm gì? Xây chùa, cất am, đi tu thì không có sao, cái đó là miễn bàn luôn. Còn nhiều người bán cái miếng đất nó làm gì? Mua chiếc xe hơi chạy, mua chiếc xe Honda chạy. Nói thật với các bạn ha, vừa rồi mà mấy cái dựng vấn đề mà bán đất mà để mua xe mua cộ, thì cái này Tuyết già không nói các bạn cũng đã biết rồi, là nó đi thẳng vô cấp cứu rất là nhiều luôn. Đó, cái đó là nó bị rất là nhiều, tại vì cái sự cực khổ của ông bà tổ tiên làm nên, mà mình lại nhận một cách như vậy, mình chơi trác tán vậy thì mình bị cộng nghiệp chứ không có gì hết trơn. Nó rất là đơn giản, mà nhiều khi những cái mà nó không phải là nó rất là đơn giản, nó đời thường lắm các bạn, nó đời thường lắm, nhưng mà nó rơi vào cái lực nhân quả thì đâm ra cái đường chỉ tay của mình nó không có được trúng đi. Nói chung là người ta nói mình cái đường chỉ tay vào mà không vào đi, coi như là sai bét là cái chỗ này. Bởi người ta nói tại sao mà tâm sanh tướng, tướng tùng tâm diệt, là mình phải ráng cố gắng mình sửa cái tâm mình để cho cái tâm mình nó sanh ra một cái tướng, mình cái phát ra một cái tướng đẹp, đúng không? Rồi nó tướng nó mới tùng tâm, là cái cuộc đời mình nó đi mới sáng sủa đó. Bởi tại sao nhiều người nói cô ơi, tại sao mà cái đường chỉ tay đã hiện lên rồi mà chưa có hưởng, là cái lý do ngày hôm nay Tiết già chia sẻ là như vậy. Tiết già thấy có nhiều bạn gì nè, đường tâm đạo đẹp, đường trí đạo đẹp, đường định mệnh đẹp, mà nó ngắn thôi, ví dụ nó ngắn đi nó không có được, mà dài cao lên gì. Thì cái bạn này á, là bắt đầu người ta tuổi trẻ từ 25-30 tuổi là người ta đã có sự nghiệp rồi. Mà cái người này á, Tiết già theo dõi luôn, tại vì ở đây Tiết già không có nói tên ra ai hết á, Tiết già theo dõi luôn. Thì Tiết già thấy cái bạn này á, là họ nói cô ơi, con mới vừa mua cho mẹ con căn nhà. Rồi có người thì nói cô ơi, con mới nuôi bố con mà đang nằm bệnh viện á, con phải lo. Tức là cái người này á, là họ làm một cái việc tích phước, tích thiện, trả hiếu, trả thảo. Cho nên á, cái sự nghiệp người ta đi rất là nhanh. Đó, còn mình á, thí dụ như mình nằm gì nè, mình gác tay lên trán mình cứ suy nghĩ gì nè. Trời ơi ha, ước gì mình sẽ buôn bán làm ăn, suy nghĩ nha. Rồi cái mình đặt ra một cái kế hoạch là mình sẽ mở ra một cái tiệm gì đó, mình buôn bán làm ăn. Rồi mình lo mình làm ăn hoài á, rồi mình bỏ cha bỏ mẹ mình cũng như là bơ vơ, hay hoặc là mình phạm vô những cái tội lỗi gì đó, thì cái đường chỉ tay này nó cũng không có đúng nha các bạn. Tức là nó không có đi được, nó không có chạy được á. Giống như tại sao cái đường chỉ tay của người ta chạy dù dù, tức là người ta làm ăn, người ta kiếm tiền vô dù dù. Còn cái đường chỉ tay mình nằm hoài à, đó, thì mình biết được cái đường chỉ tay mình nó nằm hoài, nó chưa có hưởng được, thì mình cố gắng mình tạo cái đường phước,
là mình sẽ hưởng được, chứ không có gì gọi là khó. Tại sao Tiết già biết? Là tại vì cái cuộc đời của Tiết già cũng như là nó nghèo khổ, nó vất vả lang thang. Tiết già tức, Tiết già phải học trong cái nhân tướng học, và Tiết già phải học cho thật nhiều thật kỹ để trước tiên là Tiết già cứu cái cuộc đời của Tiết già. Chứ Tiết già sợ nếu mà mai này trở về già không nhà không cửa, bệnh tật homeless thì rất là khổ. Cho nên Tiết già ít nhiều, Tiết già cũng đã cứu được cái cuộc đời của mình. Mặc dù từ đây trở về sau không biết như thế nào, mà ít nhất là các bạn cũng nhìn thấy mình cũng đã ngồi đây ở dưới cái tuổi 60 mà cũng chưa có uống được gì, cũng như là không có uống thuốc mà không có đến nỗi bệnh tật gì hết. Nhưng mà mình nói không phải là chắc nha các bạn, mình nói hôm nay rồi ngày mai mình không biết đời mình ra sao. Tại vì cái cuộc đời trên trần thế nó rất là khổ, cái luật nhân quả nó đi theo mình hoài à. Mình làm sai mình cũng bị luật nhân quả, mình nói sai mình cũng bị luật nhân quả. Cho nên Tiết già chia sẻ với các bạn là Tiết già chia sẻ thật lòng, và Tiết già nói Tiết già chỉ biết ngày hôm nay Tiết già còn ngồi đây, Tiết già cảm thấy hạnh phúc đó. Nhưng mà ngày mai Tiết già không hứa đó, các bạn thấy không, nó rất là khó. Ngày mai nó khác với ngày hôm nay, cho nên á mình luôn luôn á mình phải giữ cái đường chỉ tay của mình bằng cái tâm, bằng cái tâm của mình. Nó đơn giản, nó quá là đơn giản các bạn. Mình giữ cái tâm mình, thở đây đường chỉ tay mà mình giữ bằng cái tâm mình thôi, đúng không các bạn thấy không? Nó mà hiện nay là nói chung là cái tâm á thì giữ, mà làm việc lành, việc tốt, việc thiện ai cũng giữ được hết. Mà giữ về cái tham vọng này không hay mà bỏ được, nó khó lắm các bạn ơi. Thì cái này thì Tiết già cũng đã từng tham vọng rất là lâu năm, Tiết già mới bỏ được. Cái này không thể nào mà mình cũng như mình chia sẻ và mình khuyên người ta một ngày một bữa người ta bỏ được. Thì ai trong chúng ta cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, rồi cứ suy nghĩ làm thế nào để có một căn nhà thiệt là đẹp, làm thế nào để có chiếc xe hơi thiệt là đẹp. Mà nếu như mình là một người mà chủ cả làm ăn giỏi giang á, thì mình có tiền nhiều mình mua một cái một, đúng không các bạn, thì không có trúng, không có dính vô cái luật nhân quả. Còn này mình không có, mà mình ước ao là bắt đầu mình sẽ suy nghĩ ra làm bằng mọi giá, là bằng cách nào, thì trong cái bằng mọi giá đó mình rớt vô cái luật nhân quả. Mình chưa kịp làm cái sự suy nghĩ, mình mới suy nghĩ thôi là mình đã rớt vô cái luật nhân quả rồi, là coi như cái sự nghiệp mình không tới. Đó, Tiết già chia sẻ rất là thật lòng và với thật là cặn kẽ cho những cái đường chỉ tay á, mà tại sao mà hưởng được và tại sao không hưởng được. Thì các bạn ráng cố gắng mà giữ cái tâm nha các bạn. Mình cứ giữ cái tâm chánh là cái đường chỉ tay mình nó hưởng được thôi. Đó, những cái đường chỉ tay mà nó đau khổ, nó xấu xa, nó bệnh tật, nó mà người ta ráng cố gắng, người ta tu tập, người ta sửa tâm mà người ta còn vượt lên được nữa, đúng không các bạn? Đó, Tiết già chia sẻ để tất cả các bạn cùng với Tiết già mà mình ráng cố gắng mà mình tu tâm dưỡng tánh mình, cũng như là tu tâm để cho cái đường chỉ tay mình nó chạy thật là đẹp, là mình hưởng được. Đó, Tiết già chia sẻ video đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.